Kiều Anh và Xuân Hùng xin kính chào quý khán thính giả đến với phần Điểm tin Thế giới. Thưa quý khán thính giả, Điểm tin Thế giới hôm nay kính mời quý vị theo dõi các tin sau đây do Võ Thái Hà tóm lược. Số ca lây nhiễm COVID-19 trên du thuyền Nhật Bản tăng lên 355. Số người được xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới COVID-19 trên du thuyền Nhật Bản bị cách ly ngoài khơi cảng Yokohama đã tăng lên 355, Bộ trưởng Y tế nước này cho biết hôm nay theo AFP. Cho đến nay, chúng tôi đã tiến hành xét nghiệm đối với 1.219 người, trong đó 355 người được xét nghiệm dương tính. Trong số đó, 73 người không có biểu hiện nhiễm bệnh, Bộ trưởng Kasunobu Kato nói trên đài truyền hình NHK. Con số này cho thấy mức tăng 70 người từ lần ghi nhận gần nhất. Giới chức y tế Mỹ tái khẳng định COVID-19 có thể lây từ những bệnh nhân không có dấu hiệu nhiễm bệnh. COVID-19 có thể lây lan từ những bệnh nhân không có triệu chứng nhiễm bệnh, giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, tiến sĩ Robert Redfield tái khẳng định. Tiến sĩ Robert Redfield cho biết, việc lây truyền COVID-19 dù không biểu hiện, triệu chứng là điều hoàn toàn khả thi. Một số quan chức y tế Trung Quốc đã đưa ra bình luận tương tự trong nhiều tuần qua. Chúng tôi đã trao đổi kỹ với các đồng nghiệp và đi đến kết luận rằng việc lây nhiễm dù không có triệu chứng, bề mặt là điều hoàn toàn có thể. Hiểu rõ điều này giúp xử lý tốt hơn trong điều trị lâm sàng. Mặc dù vậy, điều mà chúng tôi vẫn chưa biết là có bao nhiêu trường hợp không xuất hiện triệu chứng đang lây nhiễm ra cộng đồng, ông chia sẻ với CNN trong một cuộc phỏng vấn. Chiến hạm Mỹ đi qua eo biển Đài Loan tại vùng biển tranh chấp. Mỹ đã điều một tàu tuần dương hạm mang tên lửa dẫn đường qua eo biển Đài Loan hôm thứ Bảy 15 tháng 2, 3 ngày sau khi điều một chiến đấu cơ bay qua vùng biển tranh chấp giữa Đài Loan và Trung Quốc, các quan chức nước này cho biết. Tàu US Chancellorville đã quá cảnh qua tuyến đường thủy rộng 110 dặm ngăn cách Đài Loan với Trung Quốc đại lục nhằm thể hiện cam kết của Mỹ đối với một vùng biển Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Trung úy Joe Kelly trao đổi với tờ Star và Strike cho một email hôm Chủ nhật 16 tháng 2. Hải quân Hoa Kỳ sẽ tiếp tục điều máy bay, tàu tuần dương đến bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép, ông nói thêm. Mỹ đề nghị các đồng minh NATO thức tỉnh trước mối đe dọa từ công nghệ 5G của Huawei. Tại hội nghị an ninh Munich hôm thứ Bảy, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, ông Mark Esper, đã kêu gọi các đối tác đồng minh trong khối NATO tỉnh táo trước âm mưu thâm hiểm đang được Bắc Kinh theo đuổi để phá hoại nền trật tự dựa trên luật pháp quốc tế, bao gồm nỗ lực kiểm soát công nghệ 5G của nước này. Nếu chúng ta không hiểu rõ mối đe dọa và không làm gì cả, thì rốt cuộc điều này sẽ phá vỡ liên minh quân sự thành công nhất trong lịch sử thế giới NATO, ông nhận định. Cảnh báo mới nhất của ông Esper về tác động của 5G đối với NATO mở ra một mặt trận mới trong cuộc chiến ngôn từ giữa Washington và châu Âu về những nguy cơ khi Trung Quốc tham dự vào xây dựng cơ sở hạ tầng, từ viễn thông đến vận tải và năng lượng của các nước trong khối. Tấn công bằng tên lửa gần đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Iraq. Nhiều tên lửa đã rơi gần đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Iraq vào đầu sáng Chủ nhật. Một nguồn tin quân sự Mỹ cho biết, đây là vụ mới nhất trong một loạt các cuộc tấn công nhằm vào các tài sản của Mỹ ở nước này. Theo AFP, còi báo động đã vang lên khắp khu vực ngoại giao, nhưng không rõ có mục tiêu nào trúng tên lửa hay không và có bao nhiêu quả tên lửa thoát nòng. Nguồn tin của Mỹ và một nhà ngoại giao phương Tây trong khu vực tiết lộ cho AFP không có báo cáo về thương vong nào được ghi nhận. Chưa có ai đứng ra nhận trách nhiệm, nhưng Mỹ cho rằng mạng lưới quân sự Hashing al-Saabi do Iran hậu thuẫn đứng sau vụ tấn công này. Người Mỹ từ du thuyền được cập cảng ở Campuchia xét nghiệm dương tính với COVID-19. Theo Reuters, một hành khách người Mỹ 83 tuổi trên du thuyền được Campuchia đồng ý cho vào bờ sau khi bị các nước khác từ chối.
đã được xác định dương tính với COVID-19 sau khi được xét nghiệm Malaysia. Cơ quan y tế cho biết hôm thứ Bảy, ngày 15 tháng 2, người này đã bay tới Malaysia vào ngày 14 tháng 2 từ Campuchia. Bộ Y tế Malaysia cho biết trong một tuyên bố, nói thêm rằng bà đang trong tình trạng ổn định. Chồng của bà có kết quả xét nghiệm âm tính theo tuyên bố. Trước đó, vào ngày 13 tháng 2, du thuyền MS Westerdam mang theo 1.455 hành khách và 802 nhân viên đã được Campuchia đồng ý cho vào bờ sau 2 tuần lên đên trên biển sau khi bị Nhật Bản, Đài Loan, đảo Guam, Philippines và Thái Lan từ chối. Du khách Trung Quốc tại Pháp trở thành người đầu tiên ở châu Âu chết do lây nhiễm COVID-19. Theo Reuters, một du khách Trung Quốc 80 tuổi bị nhiễm COVID-19 đã chết ở Pháp. Đây là trường hợp tử vong do nhiễm virus corona đầu tiên ở châu Âu và thứ tư bên ngoài Trung Quốc. Người đàn ông Trung Quốc đã chết tại bệnh viện Bichat ở Paris vì nhiễm trùng phổi bởi loại virus giống như cúm, nhà chức trách cho biết hôm 15 tháng 2. Chúng ta phải chuẩn bị hệ thống y tế sẵn sàng để đối mặt với sự lan truyền đại dịch có thể có của virus và cho sự lây lan của virus này trên khắp nước Pháp. Enes Boussin, Bộ trưởng Y tế Pháp cho biết. Hoa Kỳ lên án việc giam giữ chú của lãnh đạo phe đối lập Venezuela. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 15 tháng 2 đã lên án việc bắt giữ chú của lãnh đạo phe đối lập Venezuela Juan Guaido và yêu cầu trả tự do cho ông ngay lập tức. Juan José Marque đã bị giam giữ hôm 11 tháng 2 khi trở về Venezuela sau chuyến công du quốc tế 3 tuần với lãnh đạo phe đối lập Venezuela Juan Guaido với cáo buộc buôn lậu vật liệu nổ trên một chuyến bay quốc tế từ Bồ Đào Nha. Các cáo buộc phi lý đã được đưa ra càng làm rõ hơn sự tuyệt vọng ngày càng tăng của Maduro và các cộng sự tham nhũng của ngài. Ông Morgan Ortagus, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố, những hành động đê hèn của chính quyền Maduro trong việc giam giữ thường dân vô tội và phát minh ra những cáo buộc giả dối là điển hình đáng buồn. Ông Ortagus nói, thay vì tuân thủ luật pháp, Maduro và những người bạn của ông ta tuân theo các hành vi kiểu mafia đe dọa phe đối lập bằng cách nhắm vào các thành viên gia đình họ. Ivanka Trump tham dự hội nghị phụ nữ tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Ivanka Trump, con gái và đồng thời là cố vấn của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, đã bắt đầu chuyến công du vào ngày 15 tháng 2 tới các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất để tham dự hội nghị nhằm thúc đẩy nữ doanh nhân, theo Reuters. Vào ngày 15 tháng 2, cô đã thăm nhà thờ Hồi giáo Sheikh Zayed và gặp gỡ các nữ lãnh đạo doanh nghiệp tại Louvre Abu Dhabi. Hơn 6.000 thi thể được tìm thấy trong các ngôi mộ tập thể ở Burundi. Theo Reuters, Ủy ban Sự thật và Hòa giải ở Burundi, một quốc gia ở Đông Phi, đã tìm thấy hơn 6.000 thi thể trong 6 ngôi mộ tập thể tại tỉnh Karusi, phát hiện lớn nhất kể từ khi chính phủ nước này tiến hành khai quật toàn quốc vào tháng Giêng. Chủ tịch Ủy ban Pierre Claver Dayikarai nói với nhà báo hôm 14 tháng 2 rằng phần còn lại của 6.032 nạn nhân cũng như hàng ngàn viên đạn đã được thu hồi. Quần áo, kính và tràng hạt đã được sử dụng để xác định danh tính một số nạn nhân. Dân số Burundi được phân giải, chia giữa các nhóm dân tộc Tutsi và Hutu. Cuộc nội chiến ở nước này đã giết chết 300.000 người trước khi kết thúc vào tháng 5 2005. Xuân Hùng và Kiều Anh xin kính chào tạm biệt đến quý khán thính giả. Hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Kính chúc quý vị, gia đình và người thân một ngày tốt đẹp.